Tiếp theo, máy máy Phonesia đến từ anh Mèo. Sơ quân nào. Sơ quân tôi xem một chút. Phonesian của mày, máy Phonesian của anh Mèo. Lúc xe này vào bình luận này. Một chiếc BG. Bóng như mình ghi là con gì không đánh Mèo xe quân. Có vẻ như nấu một người đã xe quân. Vâng, như vậy bên này là một Phonesian và một Pan. Một Pan, quân khá đẹp. Bóng như vậy là hai quân đội tuyển ở trong cái map này. Vâng, cập nhật tỷ số thì hiện tỷ số hiện tại trong kèo 44 thì đang là một đều về C. Vâng, tương đối cân. Vâng, kèo này cũng rất cân. Hai kèo đều đang siêu cân. Một bách quả thì các bạn tươi. Vâng, nhưng mà chưa thấy bầy hươu đầu. Cái bầy hươu đầu nó ở đâu? Vâng, bài rất khung của nó một. Gặp con sư tử. Con sư tử rất thính. Câu con vòi về hơi xa nhưng mà nhìn thấy rất nhiều tầng dốc. Và nó một, vâng, anh đang thể hiện mình là một người câu vòi hay nhất Việt Nam. Ôi giời, con vòi này tương đối hiền, rất hiền, vâng, rất hiền luôn, rất ngoan, vâng, ngoan ngoãn, ngoan nhưng mà hơi cứng đầu khi mà dừng lại hơi nhiều, nhưng mà nó không quay trở lại vì chỉ ban đầu thì được rồi. Ngồi van có thể gọi tạm tạm. Chúng ta sẽ cùng hy vọng nó một sẽ dò ra một cái quả nữa, một bài hai quả không cần voi cũng được, không cần hiêu cũng được. Một bài sẽ là hai quả và một voi sẽ là một bài mắc binh dành cho bạn. Dàn mấy quả không thấy nó một đi dò nữa. Cô cháu nhanh đủ đồ rồi. À không, như vậy vẫn phải tiếp một cái dò thôi. Phần sát mấy bản đồ bên kia có gì không? Đúng rồi, đi dò chỗ đấy đi. Tôi nghi ngờ đấy xem nào có bầy hươu đầu. Một chưa thấy bầy hươu đầu đâu. Rồi. Đúng rồi. Và khả năng bầy hươu sẽ ở cạnh cánh rừng già này. Có một con voi nữa nhưng mà vẫn thiếu đồ, thiếu một chút xíu, một chút đồ ăn nữa, một bầy hươu nữa cũng được. Vâng, nô định lùa về đâu đây? Đây khả năng sẽ lùa về nhà chính. Ờ không, sẽ lùa về bãi gỗ. Hai hit rất nguy hiểm. BM một con voi vẫn phải ăn rồi, một con hay nửa con ấy vẫn phải ăn. Hơi đen. Mà con voi này thay bằng bãi quả nó phải thơm thịt hơn không? Cũng là một thôi, nhưng mà cái sự khác biệt nó quá lớn. Cùng xem anh Mèo là xem một bài lên sớm không. Anh Mèo là người cầm phô và khả năng sẽ là đánh cung khi mà anh đánh tận 26 dân. Homus.
Rồi bây giờ thì máy game thủ gầm pan, game thủ Julian, tức là nô 1. Một bài ra 2L nhưng mà chưa chém được gì nhiều nhà mùa 2. Mùa 2 đang đi vào những chiếc hàng BE của game thủ pan. Ăn là con giò, vậy tươi không biết mùa 2 có món gì. Với mình là pan phô, khá đẹp, không biết họ là cái gì. Mùa 2 khả năng là Katha rất cao. Cái của cái thủ ở mùa 2 đang khá đông. Mọi người đúng là cá tha. Ngoài van lớp mình gồng cá tha và đang tương đối đông với con lạc đà. Vậy là quýt rồi. Không khó hiểu tại sao nó quýt sớm như vậy. Có vẻ như không một câu thì anh mèo. Vâng nhà anh mèo, các bạn thấy nó siêu cứng luôn. Cứng như quả trứng và không đánh nhà nào thì bên kia đã quýt. Tỷ số là 2-1 ở trong siêu thứ 2 và sau đây chúng ta sẽ đến với trận chung kết đầu tiên. Trận chung kết đầu tiên dành cho cặp đôi của Hà Nội trong siêu đấu thứ 2.